Đó, bây giờ Hiếu Hiền đang có mặt ở tại vườn điều ở tại Bình Phước. Thì ở đây là coi như là đập tại chỗ luôn. Mình đập tại chỗ luôn, ăn nó mới đã. Đó, có lực lượng đập hùng hậu ghê không? Đó, chỗ chơi đá đập vậy luôn. Đập mình đá. Đó, cái này là người ta gọi là đập đá Đập đá đó. Ừ. Nhiều đập đá. Đó. Đập nhẹ nhẹ thôi, đập mạnh quá đập mạnh đó. Trái chưa chín rồi, nó chín rồi, mũi rồi mới. Cái này là đập lên, hồi nãy Hiếu Hiền mới vừa ăn nha, trời ơi nó ngon, da kêu luôn. Lần đầu tiên được ăn thử nghiệm cái điều mà đập ở trong vườn á, nó rất là béo luôn nha quý vị, nhưng mà phải có nghĩa là phải thả vô trong cái đống lửa cho nó xì ra luôn á, nó có cái độ xì giống như là nó xì ra cái mũ á, nó cháy phèo lên cái là mình mới biết được trong đó là chín. Hả? Không, làm sao ngon hơn được. Cái vị này thì nó béo nhưng mà cái kia thì nó có vị béo và mặn mặn nó ngon hơn. Trời đất ơi, đập xong mà tự ăn luôn, tôi cứ chờ chết luôn. Đập xong mà tự môi ra ăn luôn, thằng nhỏ đứng chờ chết luôn. Ôi, vậy mà la tình thương mến thương rồi. Đây 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 đây. Nóng quá hả? Ngon. Ui, ngon. Wow, wow, wow. Đây đây. Đó, ăn nằm xương đó. Đây, đó, đó, đây nè, nó còn cái liệu, cái lụa của nó ngoài nè, đó. Bỏ cái lụa đi. Đây nè, cái lụa nè, thấy không? Đây, ui da, ui da. Nóng, nóng, nóng. Đây. Đó. Ăn nha. Nó béo. Ngon lắm luôn á. Đây nè. Nó ui da. Thơm. Nó thơm. Nó thơm bên mùi mùa đó. Làm. Ừ. Nghe hơi cháy cháy quá. Xuất sắc. Thôi quay tiếp đi đi. Hao giờ quá. Đang quay quảng cáo cho người ta mà.